Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng giống như mọi ngày thôi. Và cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Hôm nay thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là các mẫu của Candyvan này, phiên bản Obelulo, Red Tiger, Orobienco, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 085858 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Thì hiện tại thì bên em thì đang có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng, hoặc là mọi người có thể là ở xa không qua được thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Và tất cả sản phẩm mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và bên em thì đang làm đại lý ủy quyền của các thương hiệu Candyvan, Obelulo, Red Tiger, Orange, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Dạ vâng, thì tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chính hãng. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn cho cả nhà mình với mã hàng đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì em có về cho cả nhà mình một mẫu, đó là mẫu của Orobienco. Cái bản Orobienco thì nó là một cái thương hiệu đến từ Ý. Thì mọi người đều biết là với các cái mẫu của Orobienco ấy thì họ sẽ xuyên suốt trong tất cả các mẫu đồng hồ, từ các mẫu pin nhá cho đến các mẫu cơ. Thì em thấy là nó sẽ có một cái thiết kế, đó là cái nền mặt bên trong này này. Đấy mọi người đúng không ạ, nó sẽ có cái đường vân vân trải vân đều phía chỉ phía bên trong luôn. Rất là đẹp. Ở bản này thì với thiết kế đai của mặt trắng, sau đó là phần cọc số thì nó sẽ là cọc số La Mã. Đấy, kim nhá, lịch ở vị trí góc 6 giờ, lịch lộc này. Và cái form kiểu của bản này thì nó sẽ là một cái form hình chữ nhật, nó rất là ôm. Đấy, logo biểu tượng của Orobienco sẽ nằm ở cạnh sườn, núm này, mặt trước, mặt sau. Thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1996. Mặc dù là cũng không phải là một cái thương hiệu lâu đời, thế nhưng mà với các cái mẫu thiết kế của Orobienco thì em phải nói thật sự là rất là đẹp, rất là tinh tế luôn khi lên tay. Độ chống nước của mẫu này là 50TM này. Mã của nó sẽ là OR00112N nhé. Đây là phiên bản Made in Japan, vì là Orobienco thì họ cũng sẽ có cơ sở nhà máy ở bên Nhật luôn. Vì thế cho nên đối với phiên bản này thì cũng sẽ được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết. Đó. Dây của nó sẽ là dây da Made in Italy này, dây da Ý đấy ạ. Và anh chị biết là dây của Ý này nó rất là đẹp, rất là xịn luôn. Các cái đường chỉ khâu tay này. Đấy, dây chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin nhé. Với phiên bản này thì sẽ có size mặt, đó là size 36. Càng của phiên bản này là 49.8. Mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo lên tay sẽ rất là đẹp. Cái này phải nam tay vừa và hơi to cơ, tầm của tay 17.5 trở lên ấy. Ở bản này em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình ở mẫu này, đó là 1.750.000. 1.750.000. Bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là mã 431. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 432. Phiên bản 432 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là ở mẫu của Candyvan đi. Đây nhá, mẫu của Candyvan. Vì với các cái mẫu của Candyvan hãng có gửi xuống cho em với rất là nhiều các phiên bản đẹp. Thật sự là rất đẹp và rất là xuất sắc luôn. Vì mọi người biết là với các cái phiên bản các form kiểu dáng này, nó sẽ mang theo một cái đó là cái thiết kế giống như là của Patek Philippe dòng Nautilus. Ở bản này là bản ngôi sao. Đó, và đây là một trong các cái mẫu mà bán cực kỳ chạy. Với thiết kế kính sapphire crystal sao nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước tốt này. Đấy là một cái ưu điểm, một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này. Ngoài ra ấy thì nó sẽ đó là thay bởi vì như ở các cái mẫu khác đúng không ạ, nó sẽ có cái đường kẻ vạch bên trong. Nhưng ở bản này thì nó lại có thiết kế hình ngôi sao. Vì thế cho nên là khi mà trong điều kiện ánh sáng kém nha, buổi tối này, đó mọi người sẽ thấy là nó sẽ có một cái hình ngôi sao nó hiển thị ở trên cái cổ tay của mình luôn. Nhìn cho nó sẽ nhìn trong nó sẽ rất là đẹp và rất là lạ mắt. Chi tiết niềng này nó sẽ được nạm toàn bộ phần viền đá. Và các cái đá này nó là đá ống nha, nó sẽ nằm giữa của cái phần viền kính với cả phần viền bezel. Nên là nó sẽ không sợ là bị rơi hay là bị gì cả. Đấy, và nó nằm phẳng. Vì thế cho nên là cũng không sợ là đá nó nhôi lên là bị dịa đá đâu ạ. Đây mọi người có thể quan sát kỹ này, với đai của mặt rất đẹp, núm này, nguyên này, đúng không? Còn nguyên siêu, viền thì nó sẽ vừa là sáng bóng vừa phay xước sẽ kết hợp với nhau. Được cái là ở trong cái phiên bản mà form của dòng Nautilus này thì nó có một cái thiết kế cái dây này, đó chính là các cái dây thép đúc.
nó sẽ làm theo kiểu dạng như là phay xước toàn bộ. Đó, dây chốt khóa nguyên zin. À, đằng sau sẽ có thông số về bộ máy, đó chính là sử dụng máy Mizuta của Citizen. Với bộ máy Mizuta này thì đây là một cái bộ máy mà rất là bền với 21 chân kính. Thời gian chữ cóp tối đa của nó cũng đạt được đến 38 tiếng đồng hồ. Đây là bộ máy huyền thoại. Người ta hay ví nó giống như là một cái nồi đồng cối đá luôn. Đấy, dây phay xước nha, dây này, chốt khóa này, núm này. Trời ơi, phải nói thật sự là cái dây rất là chất luôn ý, khi cầm lên tay nhá, cực kỳ là chắc chắn, rất là đầm tay. Đó, tác mát thì nó cũng sẽ có đầy đủ. Ở đây nó sẽ có thông số đó là all stainless steel này, độ chống nước này, epox moment, kính sapphire. Đấy thì đấy có đầy đủ luôn ở cái phần tác mát của nó luôn nhá. Với size mặt ở phiên bản này đó là phiên bản nếu mà em không tính tai thì nó sẽ là 39.4 ạ. Còn nếu mà tính cả cái phần ngoài này của nó này, nó sẽ là 41.3. Và càng của phiên bản này là 49.3. Mẫu này thì sẽ dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Vì form của bản này là form của bản dòng Nautilus. Đấy, form càng ôm. Nhưng mà phải nói thật sự là họ thiết kế rất rất đẹp luôn. Đeo lên tay mọi người nhìn, rất đẹp, rất là sang. Cái này mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều ok hết. Mà dây của nó lại là dây thép đúc, nên là nó rất là chắc chắn, đầm tay. Mẫu này em đang để giao lưu với cả nhà mình, đó là 4.350.000. 4.350.000 mã 432. Mã 432. Cái này em sẽ gửi hộp sổ thẻ đầy đủ nhá. Ở bên ngoài nó sẽ có cả một cái bóc hộp như thế này nữa. Đấy thì em sẽ gửi hộp sổ thẻ đầy đủ luôn cho cả nhà mình, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Tiếp theo sang ở mã 433. 433 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một mẫu của Obelulo. Đây là một cái thiết kế của Obelulo mà phải nói là rất rất đẹp và rất là xuất sắc, thương hiệu của Pháp. Thì khi mà nhắc đến Pháp thì mọi người sẽ hay liên tưởng đến một cái gì đó nó rất là chắc chắn, bền bỉ. Đó, và mẫu này thì cũng không ngoại lệ. Bởi vì khi mà cầm lên tay rồi, các chị sẽ có một cái cảm nhận khác biệt hoàn toàn với các cái thiết kế của Thụy hay là các cái thiết kế của Ý. Ở bản Obelulo này thì mẫu này là một cái form kiểu dáng nó giống với cả của Omega. Rất là giống với cả của Omega. Nhìn mọi người nhìn như thế này nhá, thì nó sẽ là phẳng. Đó. Nhưng mà khi mọi người nhìn nghiêng này thì nó sẽ là một cái cầu kính cong cao hẳn lên như thế này. Ở bản này là phiên bản với thiết kế dial mặt màu đen, dây da đen, dây silicone đen. Em sẽ cho cả nhà mình xem là buổi tối nha, nó sẽ có dạ quang này. Mọi người đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có một cái dạ quang nó giống như là các cái tiểu hành tinh ấy, nó sẽ xoay, nó sẽ tròn xung quanh cổ tay của mình. Đấy mọi người không ạ? Đây, cái kim dây này nó đang chạy, nó đang hoạt động này. Cảm tưởng gần nhất là kiểu giống như một cái rảnh ngân hà thu nhỏ luôn. Đấy, thì khi mọi người lên tay ở bàn này nó sẽ rất là đẹp, rất là xuất sắc. Đây là mẫu cơ tự động và cũng có cả trợ có tay đi kèm nha. Đấy, kính cong này. Về cái phần mà xem giờ ấy thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình này. Ở cái số to ngoài đùng này này, ngoài cùng này, nó sẽ là giờ. Còn cái mũi tên ở đây thì nó sẽ là phút. Còn cái ba cái xoáy xoáy này này thì nó sẽ là thay cho phần kim dây. Bây giờ em sẽ rút núm nha. Mẫu này còn có cả chức năng hacking stop, tức là chức năng dừng kim dây đột ngột. Thì với cái chức năng dừng kim dây đột ngột này thì nó giúp cho là cái việc mà lấy giờ rất là chuẩn chính xác luôn, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ hiện tại nó đang là vị trí số 2, và ở đây là cái kim phút của nó đang ở 60, tức là lúc này nó đang hiển thị đó là 2 giờ. Đây là 2 giờ 20 phút, 2 giờ 20 phút, 2 giờ 45 phút. Đó, mọi người đóng núm để các chị có thể lên thêm một vài cái vòng cót cho nó cũng rất là ok. Nhưng em phải nói là rất là thích vì cái thiết kế của họ ấy, nó rất là tinh tế luôn ấy. Tự nhiên lại có một cái vòng tròn xấu ở bên ngoài là phần giờ, đúng không ạ? Sau đó là phút ở bên trong. Đấy, làm theo kiểu dạng thiết kế nó ô nghiêng 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 như thế này. Là buổi tối là dạng quang nhá. Đấy thì nó giống như là một cái hình tròn khối thu nhỏ trên cái cổ tay của mình luôn. Nên là rất là lạ. Núm ạ, và đằng sau đáy đây thì nó sẽ có các cái phần thông số về contemporary này, complication. Đây là cái độ chống nước của nó sẽ là 50 TM, sử dụng thép 316 ạ. Bên trong bộ máy được triện đó chính là tên thương hiệu của Obelulo. Đấy, búa này, quay này. Đấy, viền. Tiếp theo là về dây thì dây sẽ sử dụng đó là bộ dây silicone. Với bộ dây silicone này thì độ đàn hồi rất là tốt,
ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Đấy, đây là dây silicone và nó vẫn có các cái mắt ở đây nhá. Đấy mọi người thấy không ạ? Chứ nó không phải dây silicone trơn. Nên là nhìn trông nó rất là đẹp, rất là sang. Chốt khóa này, nguyên zin. Mẫu này là một cái bản mà đẹp, không chỉ đẹp mà nó còn độc lạ. Size 40.7 và càng của mẫu này là 48.8. Mẫu này sẽ dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Để mọi người đeo tay này. Đó ạ, rất là dễ đeo mà đẹp. Đây cầu kính cong cao như này. Đấy, khi đeo lên tay mà buổi tối thì bắt đầu nó có dạng quang sáng nữa thì nhìn trông nó xuất sắc lắm. Và không chỉ dừng lại ở một cái chiếc đồng hồ nữa mà nó giống như là một cái giống như là một cái kiểu như là xứng đáng để nằm trong bộ sưu tập của mọi người luôn ấy. Mẫu này em đang để giao lưu với cả nhà mình đó là 5.700.000. Bản này sẽ ở mã 433 full bắp đầy đủ ạ. Em sẽ ở mã 433. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 434. Phiên bản 434 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một mẫu của Seiko. Bản Seiko này thì đây là phiên bản Seiko hàng đấu giá. Cái chiếc này thì cũng thật sự là hơi tiếc, bởi vì là chiếc này thì em không có về hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đấy, đây là mẫu Seiko Princess Automatic. Với bản Seiko Princess Automatic này thì nó thuộc vào đó là dòng cao cấp của Seiko. Mẫu này giá niêm yết ở tại các cửa hàng cũng khá là cao, nó cũng sẽ phải dao động rơi vào tầm hơn chục triệu ở phiên bản này. Đây là mẫu auto có trợ có tay đi kèm, kiểu thiết kế với mặt cốc tai ấy. Đấy, bên trong này nó sẽ có mặt trải vân và các cái đường vân này họ làm rất là nhỏ, rất là đẹp. Sử dụng dòng máy 4R35 Made in Japan nhé, phiên bản nội địa của Nhật. Đã được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết và tất cả các linh kiện đều tại Nhật hết. Đấy, đây là núm viền, mặt trước này, mặt sau. Thực sự hơi tiếc là nó không có hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Sử dụng một dòng máy 4R35B và nó có đến 23 chân kính. Đấy, đây là bộ máy. Chiếc này thì thực sự là chưa qua sử dụng đâu, nó còn siêu đây này. Nhưng mà ở cái bản này thì nó không về hộp. Thế cho nên là kiểu từ chiếc đồng hồ nọ, chiếc đồng hồ kia ấy, nó sẽ hơi có một vài cái vết xước lông mèo nhỏ theo thời gian. Cái này thì không tránh khỏi được vì nó không có bóc. Vì thế cho nên là mẫu này nó sẽ rất là chưa qua sử dụng, nhưng mà sẽ có xuất hiện một vài cái vết xước nhỏ thôi, xước lông mèo thôi. Nhìn kỹ thì mình thấy thôi, chứ còn bình thường cũng không thấy rõ lắm đâu ạ. Đấy thì em cũng sẽ sell luôn cái mẫu này cho cả nhà mình. Ở bản này là dây da, chốt khóa nguyên zin. Đấy, mặt trước, mặt sau này, dây này. Bản này thì chưa sử dụng đâu ạ. Size mặt ngang ở bản này là size 40.4 vì nó còn siêu đây. Đấy, size 40.4 nhá. Và càng của mẫu này là 47.4. Mẫu này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, cái này mọi người có thể là đeo lên tay, đeo đi làm, đeo đi chơi thì cũng sẽ đều rất là ok. Mà màu mặt xanh của nó ấy, nó cũng dễ đeo. Bản này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 6.250.000. 6.250.000. Mẫu này sẽ ở mã 434 nhé. Mã 434. 6.250.000 mã 434. Bản này mọi người mà mua tại các cửa hàng ấy, nó cũng phải dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn chục triệu phiên bản này đấy. Nó là phiên bản của dòng Princess, dòng cao cấp. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 435. Phiên bản 435 thì em sẽ lên cho cả nhà mình 435, đó là mẫu của Red Tiger đi. Đây là mẫu của Red Tiger. Ở bản Red Tiger này thì cái mẫu này cũng sẽ là mẫu cơ, nhưng mẫu này thì nó sẽ là form size to và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Đấy, đây là mẫu Red Tiger mà phiên bản gọi là thiết kế độc lạ. Thì cũng giống như là ở cái bản của dòng Obelulo kia thôi, nhưng ở cái phiên bản này nó sẽ là một cái form size to hơn. Và cái cầu kính này ở đây này, nó sẽ là một cái cầu kính nó sẽ nhô cao hơn rất là nhiều. Đây là một cái dòng kính sapphire nguyên khối. Đấy, và giá thành của nó cũng khá cao, nó cũng phải rơi tầm khoảng độ gần cả 1 triệu một cái kính luôn ấy. Đấy, nó ở đây nó sẽ có lịch năm, lịch tháng, lịch thứ, lịch ngày, lộ tim. Mặt thiết kế bên trong này nó sẽ làm theo phong cách skeleton và mọi người có thể quan sát được tất cả cái quá trình hoạt động của nó như thế nào. Đấy, nằm trong bộ sưu tập của dòng Ebubo, nó cũng sẽ được hiển thị đầy đủ ở vị trí phía bên trên như thế này.
Đấy, đây là dòng kính cong nha, kính cong này. Đấy, đây là toàn bộ phần viền vỏ. Thì với toàn bộ phần viền vỏ này thì nó sẽ có, đó chính là làm theo, đó là cái dạng sáng bóng ấy, nên là khi mà nhìn vào ánh sáng ấy, nó chiếu này, nó bắt sáng rất là tốt. Ba cái núm ở đây nhá, viền này, đó, mặt trước này, mặt sau. Đó, sau đấy thì nó sẽ có lộ cơ, và bản này thì nó sẽ có mã check của nó sẽ là RGA703 Red Tiger All Stainless Steel nhá, độ chống nước là 10 ATM, nằm trong bộ sưu tập dòng E-Bubble. Với bản cơ này thì bình thường ấy, các bản pin đúng không ạ, mặt chạy 6 kim thì mọi người gặp rất nhiều rồi. Đấy, nhưng ở đây sẽ là một cái mẫu cơ chạy 6 kim, chạy rất nhiều chức năng, thì phải nói là một cái bộ máy của họ nâng cấp cải tiến rất rất bền luôn. Đấy, đây là viền vỏ. Dây thì sẽ sử dụng nó là một cái bộ dây da, nhưng mà cái dây này nó là, nó không phải theo kiểu dạng như là cái dây, các cái dòng dây da như bình thường như thế này, mà nó là kiểu dạng như là cái dòng dây da thuộc ấy. Cái dây giống như là, cảm giác giống như là cái đường vân gỗ hoặc là dây da lộn gì đó, em không rõ gọi tên đúng của nó như nào, nhưng mà dây rất là đẹp. Và nhìn này, có cái đường chỉ của nó chính là cái đường chỉ dây da khâu tay. Chốt khóa này nguyên zin, cái này mọi người chỉ việc là luồn dây một lần thôi, lần sau mình cứ thế là mình sập khóa là mình lên tay thôi ạ. Size mặt ở phiên bản này là size 44.7 và càng của phiên bản này đó là 54.4. Mẫu này sẽ dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nha. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000. Bản này ở mã 435 mới nguyên, full box, hộp sổ thẻ đầy đủ. Lâu lắm rồi em mới về lại ở các cái dòng kính cong này, vì cái dòng kính cong này nó sẽ là các cái phiên bản mà dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Đấy, mọi người thấy Red Tiger thường sẽ rất là ưu ái với các anh nam tay to, các cái mẫu rất đẹp, rất độc lạ. Đó là mẫu 435. Tiếp theo sang ở mã 436 ạ. 436 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mấy cái mẫu pin này, cho các anh nam nào mọi người thích ở các cái dòng pin. Thì em có một cái bản này đi, em lên một cái cặp này. Cặp này là cặp nữ nha mọi người nha, của Kansai New York. Cái cặp này thì mới nguyên ấy, chưa sử dụng đâu, nhưng mà nó lại có hai cái size. Cái size này thì là cho chị nào mà nữ tay thật nhỏ này, cái size này thì cho chị nào nữ tay hơi to một chút xíu này. Đấy, ở đây nó sẽ có một lịch, thì lịch ở đây nó sẽ có lịch ở vị trí góc 3 giờ ở đây. Cái này nó đang hết pin ý, thì trước khi gửi đơn thì em sẽ lại thay pin, đợi lại đầy đủ cho cả nhà mình nhá. Mặt bên trong trải vân xanh này, viền cạnh này, dây này, chốt khóa này, Kansai New York này. Đó, đây tag mark của nó còn đầy đủ như thế này luôn. Em sẽ đo cái bản nữ to trước nhá. Bản nữ to này sẽ là size 34. Càng của nó là 42. Độ mỏng của nó là 7.3. Cái này chị nào mà có cổ tay, cái này kể cả anh nam tay nhỏ nhỏ ấy, nam mà tay tầm 15 năm 16 năm, tay nhỏ thì các anh nam vẫn có thể đeo được, hoặc là chị là nữ tay to mọi người vẫn đeo được nha. Đấy, như tay em này, đấy là đeo ok ở bản, đây là bản nữ to nhá. Đây là bản size to, là size 34. Còn cái bản mà size nhỏ thì nó sẽ là size 25. Size 25 và càng của nó là 32. Cái này là chị nào mà nữ tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đấy là mọi người sẽ đeo. Đó, là đây đeo lên tay sẽ như thế này. Ô, nhưng mà như tay em nhá, như tay em là em cũng vẫn có thể bon che được này. Đấy, nó cũng không phải đến nỗi là nhỏ quá, thấy chưa? Thì em có cả một cặp như thế này. Đấy, tag của nó còn đầy đủ luôn, Kansai New York. Mẫu này em cũng đang sale kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, cặp này đó là 1.6.000, 1.6.000 một cặp. Đó, 1.6.000 full hộp đầy đủ. 1.6.000 và bản này sẽ ở mã 436. Mã 436. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 437 ạ. 437 thì em lên cho cả nhà mình mã 437. Đó là mẫu của Quân Tham. Đối với phiên bản Quân Tham thì đây là một cái mẫu, có thể gọi nó là một cái mẫu kiểu như form cổ đời đầu luôn. Bởi vì các cái phần viền vỏ này này, nó được làm bằng cái chất liệu tung ten đấy. Cái chất liệu mà để làm bằng đá ấy, nó cao cấp hơn đá ceramic. Đấy, đây là kiểu cái chất liệu đời đầu luôn. Thế mọi người thấy không? Mặc dù là cái này là đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà mọi người thấy là nhìn trong các cái viền đá này của nó rất là sáng, rất là đẹp. Cái này lau vệ sinh sạch sẽ lại, nhìn trong nó sẽ rất là mới luôn.
Bạn này sẽ sử dụng đó là máy Thụy Sĩ mọi người nhé. Sử dụng máy Thụy Sĩ, nó sẽ có hai ô cửa sổ lịch, thì nó sẽ có lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ ở đây. Đây là một pin máy Thụy. Còn tất nhiên là bên trong đèn này thì nó sẽ có cái lên dầu theo thời gian ấy, thì mọi người thấy là bên trong nó sẽ có cái này, nhưng mà không đáng kể. Với cả mọi người thấy kính không ạ? Kính này. Đó, mặc dù là đây là cái phiên bản mà đã qua sử dụng, nhưng mà cái kính này rất là đẹp. Kính rất là đẹp luôn. Và nó lại còn làm các cái góc cạnh nhé mọi người nhá. Kính đa giác luôn ý. Các góc cạnh này rất là bé, rất là nhỏ này. Chứ nó không phải là kiểu dạng như là kính theo góc góc ở đâu. Đây mọi người nhìn kỹ này. Đấy. Rất đẹp mắt đúng không ạ? Núm này, mặt trước này, mặt sau. Bạn này đầy kín luôn. Đầy kín. Cái dây thì không phải dây zin, không phải dây zin của Quân Tham, nhưng mà người ta lắp cái dây đó là dây của Bambi. Thì cái dây của Bambi nó cũng rất là chất rồi. Sao mà ở phiên bản này là size 36. Càng mẫu này là 35. Cái bản này thì nó kiểu form vuông vuông ấy. Cái này mọi người có thể để đeo, để sưu tầm, thì nó cũng rất là xứng đáng để nằm trong bộ sưu tầm của mọi người. Đó, và mẫu này thì em cũng tôi để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2,3 triệu. Máy Thụy nha mọi người nha. Đấy, mọi người có thể để đeo, để sưu tầm cũng sẽ rất là ok. 2,3 triệu. Mẫu này sẽ ở mã 437. Mã 437. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 438 ạ. Thì phiên bản 438 em lên một cái mẫu size to, nó sẽ trái ngược lại với phiên bản kia. Thì bản size to này sẽ là bản size to 6 kim, chạy kim 24 giờ này, chạy kim dây, thời gian đo tốc độ tối đa. Bản này thì mới, nhưng mà cái kính chỗ này nó hơi bị diện một chút xíu ở chỗ này, nhưng cũng không đáng kể lắm, cũng không lộ lắm đâu. Thì mẫu này em sẽ sell luôn cho cả nhà mình luôn. Niềng xoay nhá, viền này, dây, chốt khóa, mặt trước, mặt sau. Đây là thương hiệu của Fossil, đây là thương hiệu của Mỹ. Đó, niềng xoay. Bản này là phải anh Nam tê to to, có thể gọi nó là một cái đồng hồ phòng thân được luôn. Size 49.7 ạ, và càng của mẫu này là 59. Mẫu này dành đến cho anh Nam tê tấy nhất, phải cái này mọi người phải tầm tay 18 trở lên cơ. Thì mọi người đeo lên tay nó mới hợp với cái mặt được. Vì như tay em là 16.5 này mọi người đấy. Đấy, nó giống như một cái đồng hồ phòng thân luôn ấy. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình, thôi em lấy cả nhà mình 1,6 triệu đi. Mình nói là size nó hơi to, nó sẽ hơi kén tay một chút xíu. Vì bình thường em đang để là 1,7 triệu, 1,6 triệu. Một cái phiên bản của Fossil 6 kim nhá. Mã của phiên bản này sẽ là ở mã 438. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 439 ạ. 439 thì sẽ là phiên bản của DG. Cũng là bản 6 kim, nhưng mẫu này là mẫu 6 kim pin kim trôi. Đó. Đây là mẫu 6 kim pin kim trôi. Thì với bản 6 kim pin kim trôi, nó sẽ có một ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Phiên bản này nó có một cái chi tiết niềng này của nó. Nó sẽ được nạm toàn bộ, đó chính là phần viền đá này. Thì nó cũng sẽ vừa phay xước vừa sáng bóng, nó cũng sẽ kết hợp với nhau. Đây là mẫu 6 kim pin kim trôi, viền mặt trước mặt sau, nó còn siêu. Cái này thì nếu mà mọi người muốn thì em sẽ bóc cái siêu này ra, nếu không thì em cứ để nó đấy cho nó đỡ xước. Đấy, và chiếc này thì khi mà về ấy thì nó có một cái bộ dây của nó đấy, nhưng mà cái dây của nó hỏng rồi ấy. Vì thế cho nên là em cũng đã lên cho cả nhà mình một cái bộ dây mới rồi. Và em lên một cái bộ dây, đó là một bộ dây handmade. Đấy, đây là các cái dây khâu tay này. Đấy, dây handmade riêng nhá. Nên là khi mà mọi người lên tay với các bộ dây handmade này thì nó rất là đẹp. Thì em đã lên sẵn cho cả nhà mình. Thì mọi người về chỉ việc là mọi người đeo thôi. Size mặt ở phiên bản này là size 45. Càng của phiên bản này đó là 52. Và dành đến là cho anh Nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Cái này tay tầm 17.5 trở lên thì mọi người sẽ đeo ok. Bản này em đang để cho cả nhà mình là 1,5 triệu, 1,500,000. Mã 439. Mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu 2 máy. Đây là phiên bản của Charlotte Pocket. Mẫu 2 máy nhá. Bản này là mẫu chạy hai bộ máy độc lập với nhau luôn. Tức là nó thuộc vào trong cái dòng đó là dòng Dual Time ý. Đó. Một múi giờ địa phương và một múi giờ thế giới. Thì ở đây mọi người rút núm này, rút núm này thì mọi người sẽ chỉnh. Đấy, ở cái máy này rút núm này thì mọi người sẽ chỉnh ở cái bộ máy bên này. Đấy, tức là hai bộ máy nó sẽ chạy độc lập với nhau. Mặt bên trong này nó trải vân và màu của nó sẽ là màu đỏ, màu huyết. Thì màu đỏ luôn luôn là màu mà tượng trưng cho đó là cái sự may mắn đúng không ạ? Đấy, và khi mà mọi người đeo lên tay phiên bản này nó rất là đẹp.
Ở bài này mọi người lưu ý một chút này, đó là cái càng cái thiết kế của mẫu này này, đó là cái thiết kế kiểu dạng như là càng cong. Vì thế cho nên là mọi người đừng bẻ dây. Đấy, các chị chỉ việc đó là luồn tay vào như thế này và sau đó là mình bóc vào như thế này, mình đeo lên tay thôi. Đấy, đừng bẻ hẳn ra như thế này, bẻ hẳn ra là nó sẽ dễ bị gãy mất cái phần càng ở đây. Vì là họ thiết kế theo kiểu dạng càng cong, càng ôm. Đấy, dây chốt khóa này của nó sẽ là nguyên zin. Đây là viền cạnh. Thì nó có hộp nhá, nó có một cái hộp như thế này nhưng mà nó không có sổ đâu, nó chỉ về nguyên hộp thôi ạ. Nó chỉ về nguyên hộp thôi, của Charlotte Pocket thôi. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình cái mẫu này, đó là 1.450.000. 1.450.000. Mẫu này bình thường là 1.650.000. Em sale luôn cho cả nhà mình còn 1.450.000. Bạn này sẽ ở mã 440 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.